Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Em tên là Lê Bảo Khánh, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở Phú Mỹ. Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, hướng tới Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng nhiệt liệt Ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp 23 tháng 5. Các bạn học sinh thân mến, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, về tinh thần tận tụy, hy sinh phấn đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Di sản tư tưởng và tấm gương đạo đức của người mãi là tài sản quý báu của toàn đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Sự cao đẹp và vĩ đại đó của Bác đã đi vào huyền thoại, đã thành cổ tích, là di sản quý báu, vô giá của dân tộc. Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức vĩ đại của Bác ngày qua ngày được truyền tụng, được kể lại như những bài học về cách làm người, về chữ đức, chữ tài trong cuộc sống mọi thời đại. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Khi em lật từng trang sách viết về Bác, em đã cảm động vô ngần về câu chuyện Thời gian quý báu lắm, được trích trong quyển Bác Hồ, con người và phong cách, nhà xuất bản Lao động, tập 1 của tác giả Song Thành, phỏng theo lời kể của đồng chí Huy Vân. Và sau đây, câu chuyện của em xin được phép bắt đầu. Năm 1945, mở đầu bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa 5 trường huấn luyện cán bộ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn góp ý. Trong giấy mời tới đây, nói 8 giờ bắt đầu. Nhưng bây giờ là 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người vẫn chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ vì thời gian quý báu lắm. Cũng về giờ giấc, trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí sĩ quan cấp tướng đến làm việc với Bác chậm mất 15 phút. Tất nhiên là có lý do. Mưa to, suối lũ hay ngựa không qua được. Bác bảo, chú làm tướng mà đi chậm mất 15 phút thì bộ đội của chú sẽ hiệp đồng sai bao nhiêu. Hôm nay chú đã chủ quan, không chuẩn bị đủ phương án nên chú không giành được thế chủ động. Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi, chú đến muộn mấy phút? Thưa Bác, chậm mất 10 phút ạ. Chú tính thế là không đúng. 10 phút của chú phải nhân cho 500 người đợi ở đây. Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh em trí thức. Lúc đó, đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go, sắp đến giờ lên đường, thì bỗng trời đổ mưa xối xả. Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị cho hoãn đến một buổi khác. Có đồng chí còn đề nghị tập trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác. Nhưng Bác không đồng ý. Đã hẹn thì phải đến, đến cho đúng giờ, đợi trời tạnh mưa thì đến bao giờ. Thà chỉ mình Bác và vài chú nữa chịu ước, còn hơn là để cả lớp phải chờ uổng công. Thế là Bác lên đường đến thăm lớp chỉnh huấn đúng lịch trình, trong tiếng reo hò sung sướng của các học viên. Bác Hồ của chúng ta quý thời gian của người khác bao nhiêu thì cũng quý thời gian của mình bấy nhiêu. Chính vì vậy, trong suốt cuộc đời, Bác không để ai phải chờ đợi mình. Sự quý trọng thời gian của Bác thực sự là tấm gương đáng để chúng ta học tập. Câu chuyện kết thúc đã để lại chân lý vô cùng quý giá. Chúng ta có thể thấy được thời gian của con người là có hạn.
người ta có thể xây lại một cái nhà, một con đường, nhưng không thể lấy lại một tích tắc thời gian đã mất đi. Chính vì lẽ đó mà thời gian còn quý hơn vàng, bạc. Tiết kiệm thời gian là một cách tiết kiệm thông minh và văn minh nhất. Mỗi người đều có thể tiết kiệm được thời gian của mình. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó, chúng ta cần phải làm việc có kế hoạch cụ thể, chi tiết. Làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Thầy cô chuẩn bị bài chu đáo trước khi lên lớp. Học sinh đến lớp đúng giờ. Sử dụng hiệu quả giờ học. Cán bộ cần chuẩn bị nội dung tốt trước khi tiến hành tổ chức hội họp, tiếp dân. Đó chính là cách tiết kiệm thời gian của mình và cho mọi người. Bên cạnh đó, để xứng đáng với lòng mong muốn của bác và của tổ quốc thân yêu, chúng ta đang ra sức học tập, rèn luyện và noi gương cha anh để trở thành những người công dân có ích, những tấm gương của các anh hùng, chiến sĩ hy sinh anh dũng, lao động hết mình vì đất nước, vì nhân dân, có sức cổ vũ thật lớn lao đối với chúng ta. Trong vô vàn những tấm gương đó, bác Hồ là tấm gương đẹp nhất, tiêu biểu nhất. 79 tuổi đời, 60 năm hoạt động cách mạng, bác là cả một kho tàng những câu chuyện hết sức hấp dẫn, giá trị nhiều mặt và có ý nghĩa giáo dục cao. Phần thi kể chuyện sách về bác Hồ của em đến đây đã kết thúc. Kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh mạnh khỏe, công tác tốt, học tập tốt. Kính chúc hội thi thành công rực rỡ. Em xin trân trọng kính chào.